Chào anh chị. Thưa với anh chị là không phải trong tất cả những anh chị và các bạn ấn xem video này đều có một cái suy nghĩ là muốn mong muốn cái xem và cái kết quả của cái vụ ly hôn của gia đình Trung Nguyên thì như thế nào. Tuy vậy thì theo Thắng thì có lẽ là cộng đồng mạng tới 90% những người theo dõi cái vụ ly hôn này đều muốn mong muốn và muốn chờ xem cái kết quả cuối cùng của tòa án sơ thẩm sẽ là tỷ lệ ăn chia, tức là tỷ lệ chia giữa hai vợ chồng Trung Nguyên sẽ là bao nhiêu. Và cũng chính vì cái điều đó nên là Thắng đã đặt cái tựa đề là tỷ lệ 46 để câu view. Thực tế thì cũng không phải là câu view, mà thưa với anh chị em và các bạn là chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán được cái kết quả cũng như là cái mong muốn một cái kết quả tốt đẹp nhất đến cho cả hai vợ chồng nhà Trung Nguyên. Của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Hoàng bà Diệp Thảo, cũng như là cái kết quả tốt đẹp mà có thể tác động tới những cái người con cũng cảm thấy thoải mái khi cha mẹ chúng thấy là cái kết quả nó phù hợp. Thì theo tôi thì cái tòa gọi là sơ thẩm mà giải quyết các vấn đề về ly hôn á, thì thông thường thì nó là án dân sự và nó là đóng vai trò, tức là tòa án là đóng vai trò là trọng tài kinh tế. Mọi cái thông tin, cái dữ liệu, các cái cơ sở pháp lý để cho tòa đưa ra phán quyết đều dựa trên những cái công bố cũng như những cái chia sẻ và những cái dữ liệu được cập nhật bởi cả gọi là nguyên đơn và bị đơn. Do đó thì trong những ngày vừa qua thì báo chí và các thông tin phương tiện đại chúng đã công bố cũng khá là đầy đủ những cái thông tin cả hai bên, cả bà Thảo và cả ông Vũ cung cấp. Thì tôi có thể mạo muội xin được dự đoán cũng như là cái mong muốn, và tôi sẽ giải thích tại sao nó lại như vậy. Thì cái tỷ lệ mà chúng tôi mong muốn đó là tỷ lệ 46, 40%. Cái phần mà bà Thảo và ông Vũ đang tranh chấp thôi, còn những cái phần đã thống nhất thì chúng ta không nói nữa. Thì 46 nên bà Thảo sẽ được 40%, còn ông Vũ sẽ nắm 60%. Lý do tại sao chúng tôi lại dự báo cái tỷ lệ này là bởi vì nếu như trong những cái dữ liệu mà cung cấp thì bà Thảo gần như là khó có cung cấp được những cái vấn đề pháp lý liên quan tới cái góp vốn cái giai đoạn ban đầu và những cái công sức, chứng minh những cái công sức. Do đó thì cái việc mà đòi cái tỷ lệ 51% trên 50% với cái sở hữu tại cái tập đoàn Trung Nguyên là điều thực sự là rất khó, mà cũng rất khó cho tòa có thể đưa ra cái phán quyết đó. Do đó thì tòa sẽ đưa ra cái phán quyết thấp hơn 50%. Tuy vậy thấp hơn 50% thì tỷ lệ nào là phù hợp? Thì thưa với anh chị em và các bạn, theo tôi mong thì cái tỷ lệ để phù hợp cho bà Thảo có thể còn có một chút cái gọi là cái quyền kiểm soát, cái quyền phủ quyết và để kiểm soát cái tài sản của hiện tại là đang là tài sản chung, sau này sẽ là tài sản riêng, nhưng nó cũng chỉ là cái khối tài sản mà sau này sẽ dành cho bốn người con của gia đình ông Vũ. Thì cái tỷ lệ trên 36% là hợp lý, thì theo tôi thì khoảng 40% là một tỷ lệ tròn làm đẹp để bà Thảo có quyền phủ quyết tại cái công ty này, tức là những cái quyết định thông thường thì Trung Nguyên vẫn làm bình thường, tuy vậy một số quyết định bất thường thì bà Thảo hoàn toàn có quyền phủ quyết. Và mong muốn này cũng là một cái mong muốn gọi là thỏa đáng thôi, nó thỏa đáng cho cả về vấn đề là cái giá trị nhân văn và nó cũng thỏa đáng cho cả về cái vấn đề về giá trị tài sản. Thì tỷ lệ 46 là chúng tôi dự báo, mặc dù là cũng không muốn can thiệp và cũng không muốn nói nhiều, nhưng mà vì anh chị em và các bạn quan tâm nên chúng ta đưa ra một số cái dự báo cơ bản như thế. Còn cái nội dung chính của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến phần 2 của cái tựa đề video, đó chính là cái khối tài sản khổng lồ mà có thể lên tới cả hàng nhiều tỷ đô la Mỹ mà vợ chồng ông gọi là Vũ và bà Thảo để lại cho các con nói chung, hoặc là ông Vũ nói riêng để lại cho các con. Liệu có phải là cái tài sản tiền hay không? Liệu có phải là cái khối tài sản 11, 12 ngàn tỷ hiện có hay không? Hay là những gì? Thì chúng ta nghe lại một chút những cái thứ mà ông Vũ chia sẻ và để lại cho con ba điều. Và tôi sẽ là mạn phép ông Vũ thì xin phép được giải bày thêm về những cái điều này. Anh chị và các bạn tham khảo đúng và hợp lý thì anh chị và các bạn like. Còn sai thì anh chị và các bạn để lại cái bình luận theo ý kiến cá nhân của mình. Đây là những lời mà ông Vũ chia sẻ. Mà ba điều đó chắc là những người đàn ông này phải chịu, chắc những đứa con cái của ba
bác sĩ bảo là bệnh tâm thần, chứ không phải khổ như ba lúc khởi nghiệp tuổi đầu đi đủ thứ rồi làm đủ thứ. Bác sĩ bảo là bệnh tâm thần, đây là cái bệnh tâm thần, cho nên anh học trường là tốt nhất tốt nhất, làm chỉ đạo đủ thứ bài về phòng. Cái điều đầu tiên mà ông Vũ để lại cho con, theo cá nhân tôi thì ba cái điều, tôi đã nghe cả ba điều rồi. Do đó nên tôi cho rằng là ba điều này thì sẽ để lại cho những người con của ông Vũ và bà Thảo một cái khối tài sản khổng lồ. Sau này thì tôi sẽ phân tích từ ba điều này ra là nó lớn hơn rất là nhiều so với 500 triệu đô mà hiện tại doanh nghiệp này đang có giá trị khoảng 11.000 tỷ, là khoảng 500 triệu đô. Cái điều thứ nhất ông Vũ nói đó là để lại cho con cái bệ phóng. Và cái bệ phóng là cái gì? Thưa anh chị em và các bạn, cái này nó xuất phát từ cái kinh nghiệm thực tế của ông Vũ. Theo những cái dữ liệu mà chúng ta nắm được, biết được trong cái vụ ly hôn này thì gia đình nhà ông Vũ thực sự là trước đây là rất nghèo. Và như bà Thảo chia sẻ thì có những lúc thì ông Vũ cũng có mâu thuẫn với cha và có phần là không yêu quý nhiều lắm người cha. Lý do là bởi vì là tại sao lại để gia đình mình nghèo đến thế? Thực sự đây là cái lúc đầu, đó là một số người mà gọi là còn trẻ thì có một cái bột phát giống như bà Thảo chia sẻ thế thôi, chứ còn tình cảm dành cho cha thì ai cũng dành cả. Nhưng từ xuất phát từ cái điểm này, xuất phát từ một số cái bột phát như thế, thì trong cái nội tâm của người cha là ông Vũ thì luôn luôn mong muốn rằng là để lại cho con không chỉ là tài sản mà để lại cho con một cái điều kiện, những cái điều kiện mà như ông Vũ nói là được học, được là học ở những trường tốt nhất, hay là cái điều kiện ban đầu, cái hành trang vào đời để lại cho con thực sự là phải là những cái thứ tốt nhất, tuyệt vời nhất, và đưa những người con vào một cái vị trí, một cái điểm xuất phát rất là cao. Và như anh chị đã biết là khi mà chúng ta khởi nghiệp hay chúng ta làm bất kỳ việc gì đó, chúng ta được đưa vào một cái vị trí công việc, một cái nơi làm việc, và chúng ta có một cái hành trang đủ gọi là tuyệt vời, đủ lớn, là những cái hành trang vào đời của chúng ta đầy đủ và trọn vẹn, thì đương nhiên là đó chính là cái bệ phóng mà ông Vũ muốn nói tới, để đưa những người con không phải là ở điểm xuất phát thấp mà là một cái điểm xuất phát rất cao. Và từ cái điểm xuất phát rất cao như thế thì rõ là những người con của ông Vũ sẽ đi tới một cái chặng đường xa hơn cha của họ rất là nhiều. Và với cái sự quyết tâm cũng như là tôi nghĩ là cái gen của cả hai người, gọi là cả mẹ và cha đều là những người rất giỏi, thì bốn người con của gia đình Trung Nguyên sẽ đi xa, xa hơn cái tầm nhìn của Việt Nam, nó đi xa hơn rất nhiều. Và cái đó là cái tài sản rất là quan trọng và ông Vũ muốn nói mà muốn gửi gắm đến những người con, không chỉ bằng lời nói mà bằng những cái hành động. Và ông Vũ có giải thích thêm như thế này. Đó là cái điều thứ nhất là làm cha làm mẹ. Điều thứ hai nữa là phải dạy cho các con, phải có cái chí hướng lớn, chí hướng lớn mà vượt thường. Cái điều thứ hai, thực sự thì cái như điều thứ nhất á, thì ông Vũ cũng chia sẻ là ông không có nhiều cái thời gian vật lý để dành cho con. Nên là ông luôn luôn mong muốn rằng là những cái sự cố gắng, mặc dù không bao giờ có cái sự thỏa mãn với những cái hành trình mà Trung Nguyên đã đi, đã đến và đã đạt, luôn luôn thay đổi, luôn luôn đổi mới. Trong những video trước chúng tôi đã nói rồi, thì ông Vũ muốn để lại cho con không chỉ là tiền bạc, mà để lại cho những người con đó là cái chí hướng, một cái chí hướng vượt thượng, một cái chí hướng vươn tầm thế giới, thậm chí vươn tầm xa hơn, giống như Elon Musk hay là giống như những cái vĩ nhân trên thế giới. Thì đó là điều mà ông Vũ cũng mong muốn ở những người con, đó là điều mà người cha luôn muốn kỳ vọng ở những người con, và muốn truyền lửa, muốn truyền những cái hoài bão, những cái cố gắng cho những người con thấy được rằng là mình luôn cố gắng, luôn muốn vượt lên, muốn vươn lên nữa, vươn cao và vươn xa hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại ở cái những cái thành quả mà tập đoàn đã làm và đang làm. Cũng không phải là cái câu chuyện giai đoạn này hiện tại với 500 triệu đô tổng tài sản của Trung Nguyên, với 5.000 tỷ doanh thu mà Trung Nguyên đã dừng lại và đã khai thác thương hiệu giống như ông Vũ đã chia sẻ ở video trước. Điều quan trọng nhất đó cũng vừa là cái động lực và vừa là cái mong muốn, nhưng cũng là cái áp lực với những người con của ông Vũ và của vợ chồng nhà ông Vũ và bà Thảo. Và điều thứ ba là điều gì? Anh chị và các bạn lắng nghe thêm. Cái điều đó các con thấy phải có mà giờ này nó chưa bắt này. Cái này thì giờ nó được dạy dù sao cái trường tốt nhất, nó tốt nhất rồi, trường lãnh đạo rồi, nó chưa bắt. Cái điểm thứ ba
quan trọng nhất ở đó. Các con sẽ là, ba sẽ là cái niềm tự hào các con sau này. Ba điều đó, nếu giả sử như cuộc đời của một người đàn ông mà làm được ba điều này với con cái, còn cái chuyện mà gọi là mình nói, nếu như hai mà con cặn bẩn cái gì đó lớn lao được thì chuyện nhà với chuyện đó, chuyện nhà với chuyện đó bao giờ xong toàn. Nhà lo với những cái lễ là con cái hơn khóc Vâng, thưa chị em và các bạn, điều thứ ba mà ông Vũ muốn để lại cho những người con của mình đó chính là cái sự niềm tự hào về người cha của mình. Chắc chắn khi mà một người cha nói được cái điều đó thì có lẽ tôi ở góc độ là người con thì tôi cũng có thể nghĩ theo hướng là người cha phải thực sự là những người cha gương mẫu, người cha phải là một người cha có cái chắc ẩn, có cái sự hoài bão lớn, lớn lao, lớn hơn, vượt hơn tầm thông thường. Và để cho con cái có thể tự hào thì người cha sẽ gắng chiến đấu và để lại một cái gì đó cho đất nước của chúng ta. Thì chúng ta thấy được ông Vũ chia sẻ rằng là một cái ý khác mà trong số những cái ý mà ông Vũ vừa nói đó chính là cái việc mà chu toàn giữa chuyện nhà với chuyện nước thì thực sự là rất khó để cùng một lúc có thể chu toàn. Nếu như thực sự ông Vũ có cái hoài bão lớn, muốn làm lớn hơn, muốn làm rộng hơn, muốn phát triển mạnh hơn, không phải vì ông Vũ chỉ là đơn thuần là chỉ là đưa một cái tập đoàn lên lớn mạnh. Cái hoài bão, cái suy nghĩ của ông Vũ đến bây giờ nó có thể là thành tựu nào đó, mà cái thành tựu này nó chỉ không đơn giản chỉ là cái thành tựu của cá nhân, của một doanh nghiệp mà tư nhân trong cái lĩnh vực cà phê, mà ông Vũ đã nói đến cái một cái điều mà khiến có thể sau này những người con của ông Vũ sẽ thực sự rất rất tự hào về người cha của mình. Dù thành công hay thất bại, dù đến được đích hay không, nhưng chính cái hoài bão đó là cái chuyện của câu chuyện của Trung Nguyên. Bây giờ nó không còn là cái câu chuyện của cá nhân hay là câu chuyện của một doanh nghiệp tư nhân, nó là câu chuyện của đất nước. Cũng chính vì lý đó mà ông Vũ mới nói ra câu là chuyện của nước và chuyện nhà thì nó không thể một lúc có thể chu toàn được hết. Không thể là ngày lễ, ngày Tết rồi sum họp gia đình rồi ôm ấp con cái. Đó là cái thứ mà cái sự khác biệt hoàn toàn của ông Vũ trong cái giai đoạn trước với giai đoạn này. Và cũng là cái điều chia sẻ của bà Thảo đã nói với báo chí về câu chuyện anh Vũ thay đổi. Chính anh Vũ thay đổi nên là nó không còn cái sự hợp với, tức là đôi khi lúc nó tạo nên cái việc mâu thuẫn và dẫn đến cái việc phải đưa ra tòa ly hôn. Tuy vậy thì ở góc nhìn là một người con, tuổi như tôi thì cũng chỉ có thể là lớn hơn tuổi con ông Vũ một chút thôi, thì tôi nghĩ rằng là cái niềm tự hào với cha, có thể hoài bão của cha có thể đến được đích hay không đến được đích, có thể là sẽ giống như cha mong muốn. Tuy vậy, được hay không được thì chúng ta, những người con, nhắn gửi những người con của ông Vũ hãy tiếp nối cái hoài bão, cái chí hướng của cha để vươn xa, vươn mạnh và vươn rộng hơn nữa. Và một điểm thứ tư mà Thắng cũng muốn chia sẻ thêm với anh chị em và các bạn, chúng ta không chỉ đơn giản nhìn tới cái kết quả là tỷ lệ chia tài sản là bao nhiêu. Ông Vũ đã nói rằng là tôi không đến đây để chia tài sản. Vấn đề của ông Vũ muốn nói đến thì như những chia sẻ vừa nãy tôi vừa nói với anh chị em và các bạn, thì ngoài ra sau cái câu chuyện này thì một điểm thứ tư mà ông Vũ không lường được và cả bà Thảo cũng không lường được, đó chính là một thứ để lại cho các con, đó chính là áp lực của dư luận, áp lực của xã hội, áp lực đè nặng lên vai những người con của ông Vũ, bà Thảo. Áp lực này nó lớn bởi vì khi mà mọi thứ nó đã được gọi là công khai trên thông tin truyền thông, nó đã được lưu giữ trên hệ thống Internet, nó là cái bệ phóng hay nó là cái thứ đem lại một cái gọi là cái áp lực đè nặng lên vai những người con để đi xa hơn nữa hay là không đi xa hơn nữa, thì đây là một cái câu chuyện mà có thể cả bà Thảo và cả ông Vũ không lường hết được cái hậu quả hoặc là cái kết quả nó có thể đem lại. Có thể một trong số bốn người con của ông Vũ sẽ làm rất tốt những cái hoài bão, những cái kỳ vọng, làm vươn và vượt cha, vượt mẹ. Tuy vậy cũng không phải là tất cả những người con đều có thể làm được cái điều đó, cái mong muốn đó. Có khi thì một trong số những người con lại không muốn làm kinh doanh mà muốn làm một lĩnh vực khác. Thì đôi khi đây cái câu chuyện mà không quyết định xử kín cái vụ ly hôn này của cả hai vợ chồng, nó có thể sẽ là một trong những cái gọi là cái sai lầm của cả hai vợ chồng nhà ông Vũ.
Đáng lý ra thì có thể là xử kín trong cái vụ này, bởi vì nếu đề xuất thì được xử kín, nhưng mà cái việc không xử kín thì gây ra những cái kết quả, gây ra những cái áp lực rất lớn lên những người con của mình. Và hy vọng rằng nó không phải là cái thứ áp lực để làm cho những người con buồn phiền, mà hy vọng nó sẽ là cái áp lực lớn, áp lực mạnh mẽ để những người con với cái hoài bão, với chí lớn mạnh mẽ hơn nữa, vươn tầm hơn nữa và đưa một doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam vươn xa hơn, vươn mạnh hơn và vươn tới tầm quốc tế, vươn hơn nữa để chúng ta để khẳng định với cái tựa đề của video của Thắng ơi, nó là một cái tài sản, khối tài sản bất ngờ trị giá hàng vài chục tỷ đô la Mỹ mà cha của những người con này muốn để lại cho các con, chứ không chỉ đơn giản là vài trăm triệu đô hiện đang có. Mong muốn rằng cái chia sẻ của Thắng ơi sẽ đem lại một góc nhìn khác cho cái câu chuyện cái cuộc ly hôn của hai vợ chồng nhà ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong những video tiếp theo. Mong rằng những cái kiến thức, những cái chia sẻ về mặt kinh doanh, kinh tế và những cái động lực thúc đẩy làm ăn kinh doanh của chúng tôi đem lại hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là sẽ chia video để nhiều người cùng biết hơn nữa. Hãy lan tỏa và hãy cùng chúng tôi góp sức dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo.